tham gia làm nhiệm vụ. Đây mà chip. À. Có chip gì đây? Thành phố Cà Mau sẽ được đưa về. Để có thể đảm bảo tình hình an ninh trật tự, công an thành phố Cà Mau đã thành lập các tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đối tượng phạm tội. Có tay có chân. Vậy là các đối tượng mà chúng ta ở đây đó, đối tượng trộm cắp, người cướp giật, cái đối tượng là cố ý gây thương tích, rồi những đối tượng là những người mua bán tài sản sử dụng các cái chất ma túy, nhưng mà bỏ ra đối tượng như là cho vay nặng lãi.